Alo, Trang à? ừ, Trang đây, Đang làm gì đấy? đang ngủ. Trời đẹp thế này mà cũng ngủ à? Đi chơi đi. Đi chơi á? Không được. Ôi trời ơi, mặt vẫn đang mẩn thế này. Thật á? Chờ tôi đến xem bệnh tình thế nào nhá. Linh à, Thế cậu đã đi khám ở đâu chưa? mình khám rồi, bác sĩ bảo mình bị mẩn ngứa do chức năng gan kém. Ngày trước mình cũng bị như cậu, có cả mụn nhọt nữa cơ. Nhưng sau một tháng sử dụng dưỡng gan linh thì mình đã hết tất cả các triệu chứng trên. Dưỡng gan linh à, hay quá. Sản phẩm chiết xuất từ thảo dược thiên nhiên nên có thể sử dụng uống lâu dài mà không gây độc hại cho người sử dụng. Mình sẽ dùng dưỡng gan linh. Alo Linh à, hôm nay trời đẹp lắm, mình đi chụp ảnh nhé. Cảm ơn dưỡng gan linh đã đem lại cho tôi vẻ đẹp và sự tự tin.